Ok, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Thì mình đã cùng nhau đi qua 3 bài về cái giao dịch breakout và giao dịch với mô hình giá rồi. Thì để cho đỡ nhàm chán thì mình lại xoáy tua lại với cái sóng Elliott. Thì trong bài cái video clip này hôm nay, mình sẽ nói một chút về cái tư duy giao dịch mà chúng ta cần có với cái sóng Elliott. Đấy là mà và cái clip này nó sẽ đi vào nhiều cái ví dụ về thực tế hơn so với là những cái lý thuyết, và hy vọng rằng thì sau cái clip này anh em sẽ có được cái tư duy nó đúng đắn hơn với cái giao dịch với cái sóng Elliott. Thì đầu tiên ấy, thì chúng ta cùng nhau đi qua một chút về những cái cảnh báo rủi ro. Thì anh em dành một ít phút để chúng ta đọc và hiểu về những cái nội dung trong cái cảnh báo rủi ro này. Ok, xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nội dung chính của clip. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ thứ nhất. Đấy là để giao dịch với sóng Elliott. Thì mình lấy ví dụ ở đây là cái cặp đô la Úc USD, là cặp AUD USD đấy. Thì đầu tiên ấy, khi chúng ta giao dịch với sóng Elliott, chúng ta cần làm cái gì? Đấy, cái điều quan trọng nhất nó là chúng ta nhìn vào một đồ thị, chúng ta xác định một cái sự phân kỳ. Đó là cái việc đầu tiên. Bởi vì như anh chị đã biết rằng cái sự phân kỳ thường xảy ra giữa những cái sóng ở cấp độ cuối cùng, đó là giữa cái sóng 3 và cái sóng 5, hoặc cái sóng 3 nhỏ và cái sóng 5 nhỏ trong cái sóng 3 lớn. Đấy, cho nên cái yếu tố phân kỳ của chỉ báo và giá là một trong những cái chỉ yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta giao dịch với sóng Elliott. Chúng ta cần xác định cái tín hiệu phân kỳ. Như cặp tỷ giá này, chúng ta đã có một cái tín hiệu phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Vậy thì sau khi mà chúng ta xác định được một cái tín hiệu phân kỳ rồi thì chúng ta làm gì với nó? Chúng ta ghi nó vào cái sổ tay của chúng ta. Ví dụ như ở đây là cặp AUD USD thì chúng ta có thể ghi chú vào AUD USD đã có tín hiệu phân kỳ. Và thường ấy thì chúng ta hãy xem xét các cái tín hiệu phân kỳ nó xảy ra trên đồ thị daily. Đấy là đồ thị ngày ấy, thì những cái tín hiệu phân kỳ nó sẽ cho cái xác suất tốt hơn. Đấy là so với những cái tín hiệu phân kỳ trên thời gian bé. Thì khi chúng ta đã nốt vào đấy cái đồ thị này nó có tín hiệu phân kỳ rồi, bây giờ thì vấn đề còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ tìm kiếm các cái xác nhận để mà chúng ta giao dịch với nó và mà thôi. Cái đầu tiên chúng ta cần xác nhận đó là như mình đánh dấu ở trong cái đồ thị ở đây, đó chính là những cái đáy cao hơn. Những cái đáy cao hơn ở đây chúng ta có hai cái mức đáy này. Đây, cái mức đáy cao dần nó đã thể hiện cho chúng ta thấy một cái sự đảo chiều của xu hướng đã có khả năng xảy ra. Một cái xu hướng tăng là khi có giá có đáy thấp hơn và đáy cao dần và đỉnh cao dần. Một xu hướng giảm là một xu hướng có đỉnh thấp dần và đáy thấp dần. Thì ở đây chúng ta đang có ít nhất hai đáy đang được nâng dần lên. Đấy, thì chính vì vậy chúng ta đã có thể nói rằng đấy, có khả năng rằng xu hướng giá đang chuyển vào một trong cái là xu hướng tăng. Một cái tiếp theo nữa chúng ta cần chú ý, đấy là chúng ta bắt đầu hình thành được một cái kênh cơ bản. Đấy, chúng ta kẻ từ hai cái đáy cao dần này, và chúng ta kẻ ở một cái đỉnh nằm giữa. Đấy, chúng ta kẻ ở một cái đỉnh nằm giữa, chúng ta hình thành được một cái này gọi là cái base channel, hay còn gọi là kênh cơ sở.
Với cái kênh cơ sở này, nó thường là nó sẽ chứa sóng 1 và một phần của sóng 3. Đấy, cho nên chúng ta khi chúng ta thấy được hai cái đáy cao dần, chúng ta hình thành một cái kênh cơ sở và chúng ta bắt đầu đánh số. Chúng ta có thể mạnh dạn đánh rằng đây là sóng 1, sóng 2. Sóng 1, sóng 2. Và anh chị có thể thấy rằng giá nó đã chạm cái kênh cơ sở này. Đấy, và nó bắt đầu có cái dấu hiệu đảo chiều. Đấy, thì công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là giả định nó là một cái sóng con của sóng sóng 3. Sóng con của sóng 3. Đấy. Trong cái giao dịch Elliott, sóng 3 thường là sóng mạnh nhất. Vì vậy chúng ta không tồi gì mà chúng ta mặc định rằng đấy, cái sóng đang hình thành khi có sóng 1 và sóng 2. Chúng ta không có giá gì mà không mặc định rằng sóng 3 này là sóng mở rộng và chúng ta đang có một cái sóng sóng con của sóng 3. Đấy, sóng con của sóng 3. Vậy thì chúng ta đánh số như thế này, nó sẽ cho chúng ta những cái thông tin ban đầu rằng một khi giá phá khỏi cái cơ sở này, đấy, chúng ta sẽ tiếp diễn của sóng 3. Vậy thì cái chiến lược giao dịch của chúng ta là như thế nào? Chiến lược giao dịch của chúng ta có thể nào? Chúng ta có thể đợi nó hồi quý về cái đỉnh của sóng 2 trước đó. Đấy, hoặc chúng ta đợi nó phá vỡ cái sóng 2 con này. Đấy, để chúng ta có thể là giao dịch mua lên. Đấy, chúng ta có thể giao dịch mua lên tại các cái vùng giá này. Hoặc bên cạnh đó chúng ta có thể kết hợp với các cái tỷ lệ Fibonacci. Như anh chị có thể thấy rằng ở đây là cái vùng 100% của sóng này. Đấy, thì bây giờ cái chiến lược giao dịch hợp lý nhất đó là chúng ta sẽ đợi giá phá vỡ khỏi cái đỉnh này. Đấy, giá phá vỡ khỏi cái đỉnh này và chúng ta giao dịch mua lên với kỳ vọng giá đạt được ở vùng 1.618 của cái thang đo Fibonacci. Có nghĩa là giá sẽ mở rộng 1.618 so với cái sóng này. Đấy, có nghĩa là khoảng cách từ đây lên đây là nó sẽ bằng 1.618 của cái sóng này. Và cái phương án giao dịch của chúng ta là giá phá khỏi kênh cơ sở là 1 này. Đấy. Giá phá khỏi cái đỉnh này là 2 này. Đấy. Hoặc anh chị có thể đợi nó hồi quý về các cái vùng hỗ trợ ở đây, ở cái vùng đỉnh của cái sóng 1 này để mua lên một cái lệnh nhỏ ở đây và có thể mua toàn phần khi giá phá khỏi cái kênh cơ sở và phá khỏi cái kênh và phá khỏi cái 100% của cái sóng trước đó. Đó. Đây là những cái mà tư duy mà mình muốn nói đến ở trong cái clip này. Mình đưa ra cái ví dụ trước để chúng ta theo dõi và sau đó mình mới nhấn mạnh vào cái lý thuyết. Vậy thì cái lý thuyết đó là gì? Đây, chúng ta sẽ thực hiện như thế sau. Đầu tiên chúng ta cần tìm các cái dấu hiệu phân kỳ xuất hiện ở trên cái đồ thị và đặc biệt là các cái đồ thị như là đồ thị daily. Đấy, thì khi đã xác định được một cái dấu hiệu phân kỳ rồi, chúng ta phải đợi một cái. Đây, chúng ta phải đợi ít nhất một cái hai cái high or low, có nghĩa là hai cái đáy cao dần lên. Đối với xu hướng xuống thì nó là hai cái low or high, có nghĩa là hai cái đỉnh thấp dần. Đấy, thì chúng ta đã có được một cái kênh cơ sở và chúng ta mạnh dạn sử dụng cái kênh cơ sở đó trong cái giao dịch. Đấy. Và chúng ta gắn cái nhãn sóng 3 là sóng mở rộng. Trong lý thuyết sóng Elliott thì thường là sóng 3 sẽ là sóng mở rộng. Thì cái xác suất để nó hình thành cái sóng mở rộng là cao nhất. Đấy, cho nên là chúng ta cứ chọn cái nào mà có xác suất cao nhất để chúng ta giao dịch với nó. Thì ở trong trường hợp này thì mình muốn lưu ý là anh em hãy giao dịch với sóng 3 là chủ yếu. Còn những cái sóng phức hợp hay là những cái sóng hiệu chỉnh thì thường nó sẽ rất khó để giao dịch hơn. Đấy, là chúng ta sẽ chọn những cái xu hướng đấy mà nó bước vào cái sóng 3, có nghĩa là nó phá vỡ cái kênh cơ sở ấy, thì mình giao dịch nó thứ nhất là nó cho cái hiệu suất cao. Thứ hai là nó sẽ cho được cái kết quả tốt nhất. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lập các cái kế hoạch giao dịch mà khi giá phá vỡ cái kênh cơ sở đấy, hoặc là dựa trên các cái công cụ giao dịch khác
Đấy, như mình mời cái này thì mời anh chị xem lại cái video về các cái bộ công cụ giao dịch với sóng Elliott. Thì cái kế hoạch giao dịch ở đây là chúng ta có thể mua hồi quý lại tại cái đỉnh sóng 1 này, là 1 này, mua tại đáy cái cơ sở đấy, hai cái điểm hồi quý đấy thì nó là hợp lý để chúng ta giao dịch trade. Có nghĩa là chúng ta sẽ mua thăm dò đấy, mua thăm dò một lần khoảng bằng 30-40% vị thế, và cái phần còn lại, cái phần lớn chúng ta sẽ mua khi giá nó phá vỡ cái kênh cơ sở và phá vỡ cái đỉnh của sóng một trước đó. Thì để dễ hình dung hơn, chúng ta cùng đi đến một cái ví dụ đây. Ở đây là chúng ta đã xác định được cái tín hiệu. Đây, đầu tiên có cái tín hiệu phân kỳ là chúng ta sẽ ghi vào cái sổ tay. Đây là cặp NZD USD, thì chúng ta ghi vào cái sổ tay là nó đã có cái tín hiệu phân kỳ trên khung daily, thì nó đã sẵn sàng để cho chúng ta là có thể là giao dịch được rồi. Đấy, thì chúng ta bây giờ việc chúng ta cần làm là chúng ta đợi các higher low, có nghĩa là các cái đáy cao dần. Ở đây chúng ta có ba mức đáy cao dần như mình vẽ ở trong cái vùng vàng này đấy. Thì sau khi đã có được những cái đáy cao dần rồi thì chúng ta sẽ vẽ cái kênh cơ sở đấy, chúng ta vẽ một cái kênh cơ sở như vậy. Ok, như ở đây là chúng ta sẽ chọn điểm này đấy, và cái điểm này bởi vì sao, bởi vì chúng ta có thể thấy ở trong cái sóng này đấy là nó có cấu trúc sóng chéo ở trong này, cho nên chúng ta sẽ chọn cái điểm này làm điểm gốc sóng đấy, và cái điểm này làm điểm kết thúc của sóng 1, và cái điểm này sẽ là điểm kết thúc của sóng 2, và cái kênh cơ sở giá đang di chuyển ở cái kênh cơ sở. Vậy thì chúng ta sẽ giao dịch, thứ nhất là khi giá phá vỡ cái đây, cái sóng 1, cái này là một cái đầu tiên. Như ở đây cái đỉnh của sóng 1, giá phá vỡ khỏi đỉnh của sóng 1 nhưng nó chưa phá vỡ khỏi cái kênh cơ sở, thì chúng ta có thể vào một phần vì thế nó nằm ở khi giá phá vỡ cái đỉnh cơ sở này, và chúng ta sẽ vào lệnh tiếp khi giá đóng cửa ở ngoài cái kênh cơ sở này. Đấy, giá phá vỡ khỏi cái kênh cơ sở có nghĩa là giá nó có một cái sự xác nhận đóng cửa bên ngoài của kênh cơ sở. Nếu chúng ta vào lệnh ở đây thì chúng ta đặt mức dừng lỗ ở dưới các cái đáy trước đó, đấy, các cái vùng hỗ trợ trước đó mà giá đã tạo thành, và chúng ta nâng dần lên. Đấy, ở đây chúng ta có các cái điểm nâng rất tốt, và chúng ta sẽ vào lệnh khi giá phá vỡ khỏi cái kênh cơ sở này. Đấy là cái điểm mấu chốt này anh chị. Trong cái giao dịch với sóng Elliott ấy, thì thường những cái điểm phá vỡ của giá khỏi kênh cơ sở là những cái giao dịch mà an toàn nhất. Đấy, cho nên là chúng ta thường là chúng ta nên giao dịch khi giá phá vỡ cái kênh cơ sở với một cái khối lượng chính. Như ở đây chúng ta có thể quay lại trước đây, chúng ta cũng thấy có một cái tín hiệu phân kỳ đấy. Đấy, một cái higher low ở đây, nhưng chúng ta kẻ một cái kênh giá đấy, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng cái kênh cơ sở này không bị phá. Đấy, không bị phá. Thì thường những cái kênh cơ sở mà không bị phá ấy, thì nó chỉ là một cái sóng dích chắc. Đấy, nó chỉ là một cái sóng hiệu chỉnh dích chắc, và nó không phải là một cái sóng đẩy. Còn khi giá nó phá vỡ khỏi một cái kênh cơ sở đấy, thì cái xác suất của nó trở thành một cái sóng đẩy là cao hơn. Đấy, cho nên là chúng ta nên giao dịch mà khi giá phá khỏi cái kênh cơ sở này. Ok, chúng ta đến với một cái ví dụ nữa về ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái tỷ lệ Fibonacci để chúng ta chốt lời. Đấy, như thế này là chúng ta dùng cái Fibonacci với điểm này là 1 này, đấy, điểm này là 2, điểm này là 3, để chúng ta đo cái sự mở rộng của sóng này. Đấy, như ở đây anh chị có thể thấy giá đã đặt target ở đây, và bây giờ chúng ta có thể kẻ một cái kênh gia tốc từ hai cái điểm này. Đấy, chúng ta có thể kẻ một cái kênh gia tốc ở hai điểm này. Bây giờ giá nếu mà nó phá vỡ khỏi cái kênh màu đen này, đấy, thì nó có thể nó sẽ đi vào cái sóng 4. Đấy, thì anh chị nào thích thì có thể giao dịch ở cái sóng 4 này, hoặc là chúng ta sẽ đợi, tốt nhất là chúng ta nên đợi giá di chuyển hết trong cái sóng 4 này. Đấy, và một cái cú phá vỡ khỏi cái kênh này. Đấy,
chúng ta sẽ giao dịch với một cái sóng 5 thì nó sẽ hợp lý hơn là chúng ta giao dịch hiệu chỉnh với cái sóng 4. Khi cái sóng 4 này có khả năng, nhiều khi khả năng là sóng phức hợp và mình rất khó để giao dịch. Đấy, cho nên chúng ta sẽ đợi giá di chuyển hết cái sóng 4 này. Đấy, và phá vỡ khỏi kênh giảm tốc này. Đấy, chẳng hạn thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Ok, tiếp theo chúng ta đến với một cái ví dụ khác về cái cặp EURUSD. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn tìm các cái tín hiệu phân kỳ. Khi chúng ta đã có tín hiệu phân kỳ rồi, chúng ta ghi vào sổ tay cặp EURUSD đã có tín hiệu phân kỳ. Chúng ta gọi là watch list của chúng ta là những cái đồ thị mà nó đang có tiềm năng giao dịch. Thì chúng ta thấy phân kỳ rồi, chúng ta nốt lại và chúng ta đợi. Chúng ta đợi khi nào? Đợi cho giá hình thành cái những cái đáy cao hơn. Đấy. Có nghĩa là giá sẽ phân kỳ, giá tạo một đỉnh. Đấy. Sau đó tạo một đáy và tiếp tục đi lên. Đấy, nó sẽ đi lên ít nhất là 26,8 hoặc là 32,6%. Đấy, nó sẽ đi lên ít nhất cái thang Fibonacci này thì chúng ta mới nói là có một cái sự đảo chiều tạm thời nhé. Đấy, thì khi đó chứ nó đang ở cái mức này thì chúng ta chưa thể nói là giá đã tạo một cái đáy cao hơn được. Đấy, nó phải hồi quý từ cái đáy này ít nhất là 23,6%, ít nhất là phải 23,6% để chúng ta nói rằng đây là một cái đáy. Đấy, thì trong trường hợp này giá đã tạo được các cái đáy cao hơn thì chúng ta sẽ hình thành được một cái kênh cơ sở. Nó kẻ từ cái đỉnh đấy và cái đáy cao hơn này. Đấy, chúng ta hình thành được một cái kênh cơ sở. Như ở đây thì cái trường hợp này ấy, thì thực tế giao dịch của nó sẽ là chưa hợp lý lắm, bởi vì cái giá nó chưa phá khỏi cái kênh cơ sở. Nó chưa phá khỏi kênh cơ sở mà nó đang nằm ở trong cái kênh cơ sở này thì nó cũng có khả năng ở đây là một cái sóng hiệu chỉnh. Đấy, nó cũng có khả năng là một sóng hiệu chỉnh chứ nó chưa xác nhận rằng nó là một cái sóng đẩy. Một cái sóng đẩy sẽ xảy ra khi giá phá khỏi cái kênh cơ sở này. Đấy, giá phá khỏi kênh cơ sở này. Nhưng mà trong cái giao dịch ấy, thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ đánh nhãn. Đấy, chúng ta sẽ đánh nhãn 1-2. Và cái sóng 3 này chúng ta sẽ giả định nó là một cái sóng mở rộng. Vì thế chúng ta có thể đánh ở đây là 1 hoặc ở đây là 1 cho đến khi có một cái sự hồi quy xác nhận. Đấy, thì bây giờ chúng ta giao dịch như thế nào? Thì đầu tiên ấy, ở đây chúng ta thấy có một cái mô hình hai đáy này. Đấy, ở đây có một cái mô hình hai đáy. Nếu mà anh chị nào rành về cả cái mô hình biểu đồ ấy, cái này, cái cặp này ngay trước ở trong cái mô hình hai đáy mình cũng đã có đề cập, đó là chúng ta sẽ mua vào ở cái đường confirmation line này. Đấy, khi giá phá vỡ khỏi cái đường xác nhận hoặc chúng ta đợi hồi quý về. Đấy, thì ở đây nó hồi quý về quá một chút nhưng mà nó chưa chạm vi phạm cái điểm dừng lỗ này. Đấy, cho nên anh chị nào mà đã mua vào cái cặp EURUSD ở đoạn này, đấy là đã có lợi nhuận rồi. Còn bây giờ ấy thì cái cách giao dịch mà chúng ta có thể xem xét đó là chúng ta đợi phá vỡ cái đỉnh của sóng 1 này. Đấy, chúng ta đợi nó phá vỡ cái đỉnh này thì ở đây là có cái tín hiệu phá vỡ và reset rồi. Thì ở đấy chúng ta có thể mua luôn. Đấy, đấy là live chart. À, đồ thị này nó đang chạy đến đây. Đấy. Và nó không phải là một cái đồ thị quá khứ mà đồ thị đoạn này là đồ thị đang chạy. Vì thế nên chúng ta có thể xem xét mua vào ngay ở cái điểm này luôn. Đấy, là nó đã phá vỡ. Đấy, nó đóng cửa trên cái đỉnh của sóng 1 rồi. Thì chúng ta có thể mua vào với 30% vị thế. Vì phần tiếp theo chúng ta sẽ mua vào khi nào? Chúng ta sẽ mua vào khi giá phá khỏi cái kênh cơ sở này. Đấy, có nghĩa là nó sẽ đóng cửa phía trên cái kênh cơ sở. Đấy, nó sẽ đóng cửa phía trên của kênh cơ sở. Và đây, như đây chúng ta có thể thấy giá đóng cửa trên kênh cơ sở và nó cũng đồng thời là phá vỡ cái vùng 100% của cái sóng này. Đấy. Và mục tiêu giá của chúng ta nằm ở đâu? Tất nhiên là nó sẽ nằm ở ngưỡng 1.618, ngưỡng mở rộng 1.618 của cái sóng 1 này.
Đấy, anh em có thể mua vào ngay tại giá hiện tại khi giá phá vỡ cái đỉnh của sóng 1 này. Và chúng ta sẽ mua tiếp khi giá phá vỡ cánh cơ sở. Mục tiêu giá của chúng ta là 1.618 của sóng 1. Điểm dừng lỗ ban đầu chúng ta sẽ đặt ở dưới các cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất đây, trong trường hợp đó là ở đây. Và chúng ta khi giá tăng lên tiếp đến đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nâng điểm dừng lỗ lên đến đây. Đấy, vậy thì cái đúc rút cuối cùng của chúng ta là như thế nào? Đấy, khi nãy mình đã nói rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa. Chúng ta sẽ tìm dấu hiệu phân kỳ. Chúng ta sẽ tìm dấu hiệu phân kỳ trên cả khung thời gian lớn là khung thời gian daily. Đấy, chúng ta sẽ chờ giá, hành động giá hình thành các đáy cao hơn. Chúng ta chờ hành động giá hình thành các đáy cao hơn. Chúng ta vẽ một kênh cơ bản, vẽ một kênh cơ bản từ kẻ từ hai đáy này. Đấy, và một đường song song kẻ từ đỉnh này. Đấy, là một cái kênh cơ bản. Chúng ta giao dịch mua vào một phần thăm dò. Nếu mà giá phá vỡ khỏi các cái mô hình biểu đồ đấy, hoặc là phá vỡ khỏi đỉnh của sóng 1 đấy, phá vỡ khỏi đỉnh của sóng 1, và phân vị thế còn lại chúng ta sẽ mua vào khi giá phá vỡ cái kênh cơ sở. Bởi vì sao? Bởi vì khi giá phá vỡ kênh cơ sở, giá sẽ tiến vào một cái kênh gia tốc, và chúng ta đã có cái xác suất thành công đấy cho cái giao dịch đó lớn hơn. Vì cái kênh gia tốc là cái kênh chứa sóng 3, là cái sóng mạnh mẽ nhất. Đấy, thì đây, cái clip ngày hôm nay, cái nội dung chủ đạo của nó là như thế, là chúng ta sẽ có một cái tư duy thoáng. Chúng ta không cần phải đánh dấu hết toàn bộ những cái con sóng. Chúng ta cũng không cần phải đi tìm các cái con sóng phức hợp, mà chúng ta chỉ cần giao dịch với cái sóng 3 là đủ. Đấy, thì nó là cái tư duy tính của cái clip ngày hôm nay. Ok, thì cái clip hôm nay cũng đã khá dài, thì mình xin phép được dừng lại ở đây. Đó, một lần nữa là xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip và ủng hộ Team Trader Việt thời gian qua. Thì nếu mà các bạn thấy video này có ích thì hãy nhấn một nút like và subscribe, đồng thời là chia sẻ cái video này để nó có cái mức độ lan tỏa tốt hơn tới cộng đồng. Một lần nữa là xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở các cái clip sau.